Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Dân tộc Giao tuyển. Các bạn thân mến, mời các bạn cùng theo dõi video về nghi lễ đám cưới của người Giao tuyển ở nhà trai nhé. Trước khi bước vào nhà, cả đoàn sẽ phải chỉnh trang lại cho thật tươm tất. Bà Đòn Bù, tức là bà Yến Đồng Phà, sẽ lấy vải đỏ che lên đầu cô dâu và dẫn cô dâu vào. Và anh Dần Tiên, tức là Hiền Phên, cũng sẽ lấy vải đỏ che lên đầu chú rể. Do cô dâu mang mệnh sát một đời chồng nên nhà trai phải làm nghi lễ ở đằng trước cửa nhà, làm một cái nhà nhỏ tượng trưng để cô dâu trước khi bước vào nhà dẫm lên đấy. Ông cầm ô là ông thầy mối nhá. Bà Đòn Bù đang dắt cô dâu đi vào nhà. Trước khi cô dâu vào nhà sẽ phải dẫm lên ngôi nhà tượng trưng đặt ở đằng trước cửa kia. Nghi lễ đầu tiên tại nhà trai khi vào nhà là lễ hợp duyên. Trước mặt thầy mối là cái mâm, ở trong cái mâm đấy có những chén cơm và chén muối được ông thầy mối làm phép. Sau đó những chén cơm, chén muối kia được ông Dần Tiên bôi vào bàn chân của chú rể, và bà Đòn Bù cũng sẽ lấy một chén bôi vào bàn chân của cô dâu, với quan niệm từ nay đôi vợ chồng trẻ sẽ sống với nhau trăm năm hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Cô dâu ăn luôn cho chắc kìa. Sau lễ hợp duyên, người nhà sẽ dắt cô dâu đi vào trong buồng. Còn tất cả đoàn đón dâu sẽ đứng dưới mâm của ba vị trưởng mâm đang ngồi ở trên kia làm nghi lễ chào hỏi. Ông thầy mối sẽ đưa cái ô của mình cho ông thầy cúng, tức là ông ngồi mâm giữa. Ông thầy cúng chỉ giữ hộ cho ông thầy mối cái ô thôi, bởi vì đến lúc xong nghi lễ đám cưới, ông thầy mối sẽ phải mở cái ô ra để thả hồn vía của cả đoàn đi đón dâu. Trước lúc từ nhà trai sang nhà gái đi đón dâu, ông thầy mối đã thu vía của tất cả những thành viên trong đoàn vào trong cái ô đấy, bởi vì quan niệm sợ trên đường đi gặp phải ma quỷ làm hại đoàn đón dâu nên ông phải làm như vậy. Vâng, đây là nghi lễ chào hỏi của đoàn đón dâu với ba ông tam phẩm ngồi chếm trệ ở trên kia. Các vị phù rể sẽ làm nghi thức cúi người, còn hai cô phù dâu sẽ nghiêng mình và nhún chân. Đại diện đoàn đón dâu là hai cô phù dâu sẽ phải hát, trình bày quá trình đi đón dâu cho ba ông tam phẩm ngồi ở trên kia nghe. Và ba ông tam phẩm ở trên kia sẽ cử ra hai ông hát cảm ơn đoàn đón dâu đã đón được dâu về.
Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đặc biệt hơn, rất mong nhận được sự góp ý của các bạn để mình rút kinh nghiệm làm những video sau hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.